phố mình nè. Cái này kế bên trường đại học, cái cầu đi vào trường đại học. Nhưng mà hôm nay ở dưới cái cầu ha, mình đi ăn ở quán này. Cầu có đẹp không? Cầu đó, đó là cầu kế bên trường đại học University of Washington. Cái trường mình hồi xưa mình gặp trường á nha. Cho cái bằng Bachelor of Arts, xã hội học, Sociology. Rồi sau khi đó có cái bằng thạc sĩ tâm lý học. Anyways, không phải ở trường đại học Washington, mà trường ở trên online. Còn này là cái cầu ở dưới trường đại học University of Washington, và cái quán mình sẽ vô. Mình khi xa quán này thường xuyên có nhiều người lại của trường, như là thầy giáo, professor ở đây ha. Nó có nhiều loại pizza nè, cheese pepperoni special, deluxe ha. Đó là quán ở trong. Hôm nay mưa tầm tã ha, mưa lai rai, mưa lâm râm. Thì chăm có trai, con gái có chồng, đàn ông có vợ, đàn bà có con. Bánh hỏi cho ngon, bánh bèo cho béo, cái kéo cắt tóc